mời ba đồng lên coi, thằng Minh đó, ở đang ở bên Anh đó, mời hỏi thử, lên đó hỏi thử coi nó có bồ không. Chào anh Minh đúng không ạ? Chào anh Minh. Ê Minh, chào mọi người nhé. Ê Minh, thế thì bà chết, bà chết mà, bà chết mà có buồn không mày? Dạ không à, bà 96 tuổi á, khổ rồi. Trời ơi, Rồi mẹ bà còn trăm mấy á, đợi mãi luôn á. Mùng má vậy mà ở Việt Nam nó khóc quá, trời của đất này luôn, mà thấy khóc nè. Mày mày là công dân Anh mà mày không khóc mà nó khóc thế mày luôn, khóc quá trời quá. Thế thì em chia sẻ thêm một chút nha anh Minh ơi, em xin phép một chút nữa tại không, em cũng anh chuẩn bị tự đi nhiên nghỉ. không. À, cái góc độ thứ hai nữa thì em có chia sẻ một chút, thì đầu tiên thì nó có liên quan, thì em cũng chia buồn với gia đình các nạn nhân ở vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Thực ra mà nói thì cái điều này nó không ai mong muốn, thế nhưng mà cái hỏa hoạn thiên tai nó là một trong những yếu tố mà rất là đặc thù đúng không ạ? Thế nhưng Dạ mà có thời mặt gian anh, này không có thì gì nói. về góc độ của nữ hoàng Anh Elizabeth II thì qua đời đúng không ạ? Theo theo như đúng cái câu từ của Vương quốc Anh thì người ta gọi là băng hà đấy. Đấy. Thì nếu về góc độ con người với nhau thì thực sự thì cũng chia buồn với lại gia đình Đúng rồi. cũng như là người dân Anh đúng không ạ? Thì về góc độ ngoại giao thì theo em nghĩ là cơ quan Bộ Ngoại giao Việt Nam ta, chính phủ thì cũng sẽ gửi thư chia buồn, hoặc thậm chí là có thể nếu được thì góc độ nào đó thì có thể đến trực tiếp chia buồn, thì có thể đại sứ quán chẳng hạn, ngài đại sứ đến chia buồn ví dụ thế. Thì cái chuyện này nó là hết sức bình thường, về góc độ này là góc độ nhân văn mà, nghĩa tử là nghĩa tận, người Việt Nam chúng ta là như thế, thì mọi chuyện thì không có gì phải đáng bàn cãi cả. Về thực tế nào mà nói đó thì nữ hoàng Anh hay là các cái lãnh đạo các quốc gia lớn đó, thì bao giờ cũng được sự quan tâm của xã hội, chính xác là như vậy. Thế thì cái việc đưa tin đó, cái việc đưa tin đó, thì theo em nghĩ là nó hết sức là bình thường để cho người dân biết thôi, một cái thông tin. Thế nhưng mà ở đây em thấy một cái lạ, đó là cái sự ca ngợi nó thái quá. Thái quá. Đây em không đặt bất kỳ một vấn đề nào có liên quan đến Việt Nam ở đây. Và có nhiều người đã lên bênh vực đúng không ạ? Lên bênh vực phản biện lại một số cái bài viết ở trên mạng. Thì để em nói thêm một chút để mọi người hiểu, có nghĩa là về cái Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland này này là một cái quốc gia mà đơn nhất theo cái chế độ quân chủ lập hiến, và nữ hoàng Elizabeth II và hiện nay là quốc vương Charles III là nguyên thủ quốc gia nhé. Đây là nguyên thủ quốc gia nhé, chứ không phải là tượng trưng, nói rõ đấy. Còn về góc độ quân sự đó, về góc độ quân sự đó thì đọc tư lệnh là quân chủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland là tổng tư lệnh, có nghĩa là nữ hoàng Elizabeth II hoặc bây giờ là vua Charles III là tổng tư lệnh đó của cái lực lượng quân sự, gọi là người ta nói chung là các lực lượng vũ trang Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, được gọi chính thức là quân đội của nữ vương bệ hạ, và tổng tư lệnh là vua hoặc nữ hoàng cai quản quốc gia này, Đúng, cái này và đúng các đó. cái thành viên trong quân đội phải tiến hành tuyên thệ trung thành với nhân vật này. Có nghĩa là đối với những người mà giữ cái ngai vàng của Vương quốc Anh ấy, thế nên mọi người đừng có nghĩ là cái Vương quốc Anh ấy, hoàng gia người ta chỉ giữ cái vai trò tượng trưng thôi nhé, không phải đâu. Và cái vua hoặc nữ hoàng người ta có một cái quyền, có một cái quyền rất là đặc biệt, đó là người ta có ba cái quyền, là có quyền được tham vấn, có quyền khích lệ và quyền cảnh cáo nhé. Ví dụ như vừa rồi thủ tướng mới đấy, là thủ tướng Anh mới vừa rồi đó, là cũng làm lễ ở trong cung điện đấy nhé, chứ không phải là mọi người cứ nghĩ là mang tính tượng trưng là không có đâu nhé. Đấy là góc độ thứ nhất. Về góc độ thứ hai đó, nói thẳng ra mà nói thì đối với người dân Anh, Vương quốc Anh và Bắc Ireland đó, thì có thể người ta quý nữ hoàng về nhiều góc độ, bởi vì bá là nữ hoàng của Anh thì bá chăm lo cho con dân của bá là chuyện bình thường, và con dân của bá quý bà cũng là chuyện bình thường. Thực tế ra mà nói thì
em chả biết là đợt vừa rồi của Khánh Hùng 29/2022 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không biết là anh người ta có gửi thư chúc mừng hay không thì em không biết, đúng không ạ? Thế nhưng mà đây rất là lạ, nó có nhiều thành phần lên là ca ngợi này ca ngợi kia, rồi là tôn vinh là bà này bà nọ bà nội của chúng tôi, tùm la tùm lum, nó thấy kỳ lạ. Cái đầu tiên em khẳng định là nếu mà nói thì nữ hoàng Elizabeth II cũng chả có giúp gì cho Việt Nam mà, đúng không ạ? Chả giúp gì cho Việt Nam trong góc độ phát triển cả. Cũng chả phải là người mà tạo cái điều kiện cho Việt Nam là thế này thế nọ cả. Cũng chả giúp gì cho nhân dân Việt Nam cả, chính xác là như thế. Cho mình chia sẻ chút về Bắc Ireland ha. Nó tương tự như Ukraine bây giờ là nó chia đôi, tại vì lý do là hồi xưa là dân Anh qua đó chiếm lấy đất, chiếm thuộc địa nó, và nó đã sống đó rất là lâu rồi. Thì bây giờ dân Ireland người ta kêu gọi là phải giải phóng, tức là cho thành một Ireland, thành một nước chứ không phải chia đôi. Nhưng mà dân Bắc Ireland họ không chịu, tại vì họ nghĩ là họ sẽ bị đánh tổng số kỳ thị đó, bởi vì họ quyết tâm là họ phải giữ lại cái truyền thống là họ phải đi theo nước mẹ là nước Anh. Cho nên nó có một thời là tức là du khách rồi kêu gọi là phải là giải phóng, tức là nó tách ra giống như Đài Loan vậy đó, không độc nó muốn độc lập vậy đó. Thì nhưng mà không có được. Một thời tức là một phía thì đi đi khủng bố tại nước Anh này đó, thì đến khi mà tổng thống tên gì quên mất rồi, Tony Blair, ông ta mới dàn xếp được là cho thủ tướng Anh cho hai bên dàn xếp được cho hai bên là tức là trong quốc hội vậy đó, tức là cho họ cho được dàn xếp cái luật lệ của Bắc Ireland đó. Thì nghĩ ra lấy lại nó rất tính, nó đến giờ nó tương tự như Ukraine, bởi Ukraine nó không giải quyết được, tại vì nó có dân của Nga, dân gốc Nga ra đó là vậy, tức là họ không sợ là bị kỳ thị, mà mấy anh hiểu không đó. Thì họ không muốn là thành một nước đó. Thì nói về cái này á. Dạ, em hiểu ý anh chia sẻ, thì em rất là hiểu ý là bởi vì sao, bởi vì là anh thấy không, có nghĩa là em chả hiểu là bà nữ hoàng Elizabeth II này bà có công trạng gì với người dân Việt Nam, nói thẳng thế, có công trạng hay là có đóng góp hay là có công hiến gì thế, nhưng mà không. Có một vài cái thành phần nó lên nó lại ca ngợi rồi u sổi đủ các kiểu anh ơi, dùng tất cả các mỹ từ, thậm chí một số báo chí tung hô rất là lên tận mây xanh. Đành rằng là bà mất đi qua đời, nó thật đối với cá nhân em là một con người với nhau, em cảm thấy rất là tiếc, bình thường thương tiếc cho gia đình, đó là cái tình cảm tiếc thương bình thường thôi. Nhưng ở đây lại ca ngợi, mà trong khi ở Việt Nam chúng ta là gì, đất nước Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay, đó là sự đổ máu hy sinh của biết bao nhiêu anh hùng thương binh liệt sĩ. Ở Việt Nam chúng ta có biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng, có những bà mẹ mất cả đến hơn 10 người con, đúng không ạ? Rồi là gì, Bác Hồ hy sinh cả cuộc đời vì nước vì non đấy, rồi rất nhiều các cái tấm gương khác. Thế nhưng mà chả thấy chúng nó lên chúng nó ca ngợi thế nào, lạ thật ý. Cái đất nước này ấy, là phải do dân tộc này đổ xương đổ máu thì mới có, chứ không phải là nhờ nữ hoàng Anh, đúng không ạ? Chúng ta thương xót ở đây, chúng ta thương xót ở góc độ giữa con người với con người, chứ không phải là ca ngợi như kiểu là nữ hoàng Anh là nữ hoàng của Việt Nam vậy. Nó rất là lạ. Có công hả? Công rất là lớn. Mà trong khi đó những người Công gì thì đó là không nói chung. Công gì không nói.
Có lâu nói đấy. À, ví dụ công đưa thực dân Pháp vào để đô hộ Việt Nam, hay là công giúp Pháp xâm lược Việt Nam thì nó lại không nói. Nào đấy, nó không nói. Thế mà trong khi đó là những người mà thực tế ở Việt Nam chúng ta, những người có công với cách mạng, những người lãnh tụ, thì thậm chí chúng nó quên, chúng nó không đề cập ngày sinh, ngày giỗ rồi các thứ, chả thấy bao giờ nó đề cập, hay là các cái sự kiện có liên quan, thế nó lờ đi. Thậm chí có những cái thành phần nó lại còn bị bôi cả cái vấn đề chúng ta thắp nến tri ân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Đấy, chúng ta thấy rất là lạ, lý do tại làm sao như vậy. Một người ở tít đâu đâu chả có liên quan đến Việt Nam thì nó lên nó ca ngợi, như kiểu là có khi nó còn ca ngợi, nó còn tôn vinh hơn cả người trong gia đình nữa. Em thấy rất là lạ ở chỗ đó. Thì cái góc độ này đó là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thêm. Nếu như chúng ta một ngày nào đó mà chúng ta như thế này là nó rất là mơ hồ với góc độ lịch sử, và nó chắc chắn nó sẽ quên đi công ơn của các thương binh liệt sĩ, những anh hùng cách mạng, những vị lãnh tụ lãnh đạo qua các thời kỳ của chúng ta, và chắc chắn là như vậy, và dần dần nó sẽ làm như vậy. Cái công tác truyền thông rất quan trọng. Nếu như mình mà làm nó không mang cái tâm, không mang cái tâm vì một mục đích khác đấy, thì nó rất là cực kỳ là nguy hiểm, theo em nghĩ là như vậy. Thế còn ở đây mà nói đó, vương quốc Anh được như ngày hôm nay đó là chúng ta phải biết là gì. Trước đây đó là vương quốc Anh đó, là mặt trời chưa bao giờ lặn trên vương quốc Anh đâu nhá. Người ta rất nhiều thuộc địa, thế nên ngày hôm nay có cái kênh rất là lớn của Argentina nhỉ, Argentina đấy, đúng rồi, người người ta lên người truyền hình ta luôn, người ta lên truyền hình truyền hình trực nhà tiếp, nước người ta chửi thẳng luôn đấy, chứ không phải bởi vì bà sao trăm ban đang mừng. đấy, bởi vì sao, bởi vì là bà có công, đúng không ạ, có công đưa quân nam xâm lược đất nước người ta. Đó là chưa nói ở Việt Nam đâu nhé, chưa nói ở Việt Nam chúng ta đâu. Đấy, thì nó đang là cái vấn đề này đấy, rất là kỳ lạ, rất là buồn cười đấy. Rồi là gì, chúng ta nhớ đến cái viên kim cương, đúng không ạ, cái viên viên mà trên cái vương miện đấy, lấy từ Ấn Độ về đấy, Ấn Độ Đúng Pakistan ngày hôm nay cũng nhờ anh đấy, đúng không ạ. Rồi cái đàn rồi. bằng vàng ở Afghanistan đấy. Người Việt mình có tính cách là ưa chuộng đồ hàng ngoại mà, đúng không? Thì ngoại hình thì bà Elizabeth này cũng là đẹp gái, rồi được kim cương rất là lung linh, bức tranh là cũng rất là đẹp và mỹ mỹ miều, đúng không? Thì Thì theo em nghĩ, theo anh em nghĩ là như thế này anh ạ. Dĩ nhiên đối với cá nhân anh em cũng vậy, không riêng gì Anh, Mỹ, Pháp, tất cả các nước, những cái gì người ta hay, người ta đẹp, tốt đẹp em đều học hỏi cả. Nhưng mà học hỏi ở đây là chúng ta học hỏi để mà tích lũy lũy kiến thức cho bản thân, nếu mà đóng góp được một phần nào cho xã hội thì tốt, còn không thì giữ lại cho bản thân để mình biết thêm một phần kiến thức đấy, chứ không phải là gì, chúng phải là chúng ta cứ nhìn về đất nước mình thì dè bỉu, đúng không ạ, bỉ bôi, nhưng mà nhìn ra chào nước anh Bắc. ngoài thì tốt hay xấu thì cũng đều là gì, đều là ca ngợi. Và trong cái đó đất nước chúng ta đâu thiếu những người anh hùng, đâu thiếu những người mà đã hy sinh xương máu cho quốc gia này đâu. Đấy, đấy là những cái tấm gương sáng đấy, đó là giá trị lịch sử đấy, đúng không ạ, đó là giá trị nhân văn đấy, đấy là tình con người đấy, tại sao không phát huy đi, đúng không ạ, không tôn vinh đi, đúng không ạ, không, chúng ta không 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 khẳng định với thế giới là gì, là đất nước chúng tôi hào hùng như thế. Thế nhưng mà cái hội này ấy, là với cái tư duy em khẳng định luôn một lần nữa, với cái tư duy nô lệ là gì, cứ đứng kiểu đứng lúc này trông lúc nọ. Xin thưa là đất nước Anh người ta không phải tự dưng ngày hôm nay người ta giàu như vậy, nó có sự đóng góp của xương máu của biết bao nhiêu thuộc địa đó, bao nhiêu người dân ở các nước thuộc địa đã đóng góp để xây dựng đến cái vương quốc Anh mạnh hùng mạnh như ngày hôm nay đấy, được chưa ạ. Chứ đất nước Việt Nam này thì chưa có lấy xương máu của bất kỳ một cái dân tộc nào để mà về xây cái nền móng cho đất nước Việt Nam cả. Mà đất nước chúng ta còn bị cấm vận 20 năm, đúng không ạ? Và trong đó có phần của nước Anh đấy, một trăm mấy chục nước có phần của nước Anh đấy. Đâu phải là không đâu. Cái ca ngợi cái gì? Đành rằng bà mất đi, bà qua đời. Chúng ta với con người chúng ta chia buồn nói chuyện hết sức bình thường, đúng không ạ? Kể cả chúng ta đi ra đường mà không may nhìn thấy tai nạn thế, chúng ta cảm thấy rất là thương cảm, đó là tình con người đấy, sức bình thường, đó là giá trị nhân văn đấy. Thế nhưng mà ngược lại thì ở Việt Nam chúng ta thì lại như thế, đúng không ạ, là coi Nói khinh coi về rẻ khía hạ cạnh thấp. con người á, xin lỗi, thì mình nói về khía cạnh con người, bà Elizabeth này á là một người có tính cách rất là hài hước, tức là bà
nhiều người tiếp xúc với bà thường ca ngợi bà là người có tính cách vui vẻ, hòa đồng. Vậy thôi thì mà mấy bạn có biết không, hồi xưa nước Anh này là cũng một thời là người ta sao cộng hòa, muốn thành cộng hòa, nhưng mà không may là được không biết làm sao mà người ta muốn quay lại thành một người có đất nước có vua. Thay chế độ quân chủ. Đây là ta chỉ nói là nghe là ngay tại nước Mỹ này cũng là phát xuất từ nước Anh mà ra. Nước Mỹ này chính là một nhóm người của người Anh đi khai thác vàng mà đi kiếm ra cái châu Mỹ này thôi, chứ không có mẹ cũng người Mỹ chính là người Anh, chứ không có cái gì đâu. Dạ. Thì mời bố cầu anh Minh và anh Thơ Quang tiếp tục chia sẻ nhé. Con xin phép xuống live trước. Rồi, ok rồi. Dạ.